À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Chocho Quân Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Công Tôn Toản cùng đồng bọn để đi chinh phục Trung Hoa. Ở tập trước thì mình đã bắt đầu ổn định được toàn bộ vùng phương Bắc rồi. Bây giờ là tất cả cái vùng phía Bắc sông Hoàng Hà nó đều thuộc quyền kiểm soát của mình. Và một phần của cái phục Tây Lương, đây rồi. Tây Lương là chúng ta đã kiểm soát được rồi, bây giờ chúng ta đã giáp với lãnh thổ của Lưu Bị. Và mình đang chờ một cuộc chiến với Lưu Bị đây, nhưng mà Lưu Bị có vẻ nó chưa sẵn sàng. Và thủ đô của Thục Hán rất gần đây thôi. Khi cần chúng ta có thể tấn công ngay được. Khi chúng ta có thể tấn công ngay vào đây. Nhưng mà hiện tại mình chưa có ý định đấy. Mình đang... Nói chung là cái thằng... Mình bây giờ mình phải xem nào. Thằng Lưu Tông này nó không đánh nhau mình nữa. Không đánh nhau thì làm ăn với anh nhá. Anh đang nghèo tiền, mày thì lại nghèo lương thực. Mình rất cần những cái thỏa thuận Thái Mạo, Thục Hán. Mình thì đang cần tiền, nó thì lại cần lương thực. Rồi cứ để tí lấy chỗ đi lại. Viên Hy. Trong Viên Hy nó chỉ còn một cái mảnh đất nhỏ, mà trong cái quân đoàn của Viên Hy nó lại có một thằng gọi là gián điệp mình cử vào đấy. Bây giờ mình đang rất là mệt đấy. Dục Mẫn Hương, Ngụy Quốc Công, Ngô Quốc, Lưu Tông, Thái Mạo, không hòa bình được. Lữ Bố. Có hoa khỏi số. Ôi trời. Tề Quốc Công. Hân cao xin kiến đạo chủ xạ. Bọn này nó nghèo quá. Thằng Hoàng Tổ này, bọn này nó nghèo quá. Bây giờ mình buôn bán thương mại bây giờ nó lại không ăn thua nữa, bởi vì chứ nó nghèo quá. Chúng nó nghèo quá rồi. Đây là những biểu hiện của tình hữu nghị. Đám đệ của mình bây giờ nó nghèo quá. Mà mình bóc lột chúng nó thế thì lấy đâu ra chúng nó còn tiền. Suốt ngày phải cống nạp cho mình thì lấy đâu ra tiền nữa thật. Có con mắt này là sao cắt mạc lại là quân sư. À, mình có thể gọi thằng này về mà. Chư bản năm bị què, giảm tốc độ, yên tĩnh. Mưu trí nó khá cao. 57 tuổi rồi, thôi được rồi, cứ để nó đi. Dè dặt. Sáng rực. À, Hoa Dung à. Hoa Dung. Hoa Dung định cử quân lên đây để phơ anh à. Đây, cho thành đội Spy này cũng ngon này. Đội này thì nó kháng tên thì bố đời luôn.
Quân đội của Tào Tháo bây giờ chỉ còn hư danh thôi. Thái Mạo đã bị tiêu diệt. Tốt rồi, thế giới càng ít người càng tốt. Tôi quay lại, bài sinh sư phẫu an hảo, sư nán thối gia đã cảm giác chân bù thô. Hán Sùng. Hàn Sùng. Bảo cụ Giang Sơn. Mày định tấn công vào thành của anh à? To gan to thế. Quân có gì không mà dám đánh nhau với Trương Yên? Bọn này có cả thiên phương họa kích. Kinh. Đứng cấp 1 mà như thế này là ổn rồi. Hoặc cái nhánh bên trên này. Cơ hội mai phục này, cho phép bỏ qua hình phạt rừng, cánh quân xuyên giáp này, cái này thì cũng không cần lắm, học cái này qua, sang đây, sĩ khí và ngữ khi ra lệnh này, cái này, cơ hội trận tầm xa cho kỵ binh cận chiến. Học nhánh bên trên trước, cạnh tranh. Chặt gỗ, trừ bản năng, nhưng mà tăng vào giáp. Cộng 5% vào áo giáp. Ghê gớm. Kinh. Em này được ấy. Chu trứng sụ rì, chín rì sỉ quý. Vương Kiến. Chạy đi đâu? Thôi xong, bị quay từ hai phía. Thôi tự sát đi em. Mình sẽ thả nó đi nhỉ. Ôi thế chết hết rồi. Nó không chạy. Cứ để nó nổi loạn rồi xong mình đi farm với bọn giặc khăn vàng này cũng được. Cũng là một cách để luyện cấp. Chạy đi đâu? Đánh nhau làm sao được với quân đoàn của Triệu Tiểu Long? Quay đi!
点燃激情，痛击敌军。 释放怒火吧！ Giải quyết nhanh cho quân đoàn của ui dồi ôi, lâu lắm rồi công tôn toàn và xong, không chịu đầu hàng thì xong, chiếm Trường An luôn. Mã Thiết này có cái dìu ngon, để đấy anh sẽ dùng. Nó có cái dìu ngon đấy. Thành Trường An đã được chiếm. Thế là bây giờ chúng ta đã giải phóng được khá nhiều rồi. Bây giờ mình còn chiến tranh với thằng này à? Cha con nhà Tào Tháo. Úi rồi, Khổng Dung tiến rất mạnh vào đây rồi. Thế lực của nhà Khổng Dung rất là mạnh. Và có vẻ như Tào Tháo cũng không còn nhiều đất nữa rồi. Không thể làm như vậy. Lữ Bố đâu ấy? Vạn vạn bất khả. 78 tuổi chưa chết mà mới có level 2. Giỏi nhỉ? 78 tuổi chưa chết trong khi tướng của mình cái là 50-60 tuổi. Hòa bình nhá. Ôi ôi. Ây da, đánh đến tận thủ đô của thằng Đông Ngô rồi cả. Kinh nhờ. Sĩ Thiết Kim này được đấy. Yên Quốc lấy được một vật phẩm. Mày còn chạy được nữa không? Xong. Như vậy là Lã Bố đã xong. Quân quân chỉ lệ, thắng địch quân một trận. Bạn bè với Lữ Bố và Sài Sĩ. Lấy được con ngựa. Ái chà. Em ấy có quá nhiều đồ để mình lấy. Vũ Phi và Sa Chỉ, là đao binh chi tội. Sài Sĩ 44 tuổi. Phe Lữ Bố đã bị hủy diệt.
Để xem mình có tuyển được thằng nữ bố nhá. Hàn Sùng. Hàn Sùng là cái tướng quái nào mà tự dưng lại có nhỉ? Thấy nó cũng bình thường mà, có gì mạnh lắm đâu. Sân sư sú lư. Mình vừa thấy có rất nhiều món đồ hay hay. Cộng 18 xảo quyệt. Từ mà ý nó có cái món đồ vãi lúa thật. Trừ chuyên môn tăng quyết 12 quyết tâm. Tư vị xuyên kế, thì có bị chi phong mang. Nghị lực cũng cao. Vạn công dự sở. Thằng Tư Mã Ý này nó sắp mắc cái nhánh màu tím kìa. Vấn đề phải học ở đây mà lên đây để có tên lửa đó. Trọng tại hành trình. Có mấy thằng giặc khăn vàng này, diệt đơn giản. Đang đoạn thì đoạn. Toàn lực phân trận. Không đổi được ra cái lính tím tím nhỉ. Cái lính này này nó phòng thủ và tầm xa rất tốt này, nó có thể bắn tên. Bây giờ mình sẽ phải chọn kẻ thù tiếp theo à? Đánh nhau với ai nhỉ? Đánh nhau với Lưu Bị bây giờ thì Lưu Bị, Lưu Tông. Bất kể là tình huống như thế nào thì bây giờ bất kể bây giờ tình huống như nào mình vẫn phải đang bảo vệ cái vùng lãnh thổ mình kiếm được này. Bành Thành. Tam quốc là bao gồm Trương Yên chết à? Quá già quá, làm sao sắp 67 tuổi Trương Yên đã già, tuổi cao sức yếu và đã hy sinh. Gái chủ lý xa trọng vụ đa rần chín lĩnh, sĩ chí đa trận. 45 tuổi và không hợp với bất kỳ thằng nào đây.
召集众人，有要事商议。 吾有要事与谋士商议。不行，这样行不通，不断前行，召集众人。 有要事商议。不，có hai quân đoàn ở đấy đã ổn rồi. Trời ơi, đến lúc Công Tôn Toản chết nữa thì còn quân ở đâu nữa để mà đánh nhau? À, con lợn này tiến đến tận đây rồi cả. 前进军。Vùng phía bắc này để có một quân đoàn để có yếu quá không nhỉ? Về lý thuyết thì cái thằng mấy thằng này nó đang thân với mình đấy, nhưng mà mình vẫn ghê lắm. Thằng Trương Lỗ này này. Một mình nó một khoảnh này rồi. Đây nữa, một vài vùng này của Trương Lỗ đấy. Mình mà sáp nhập được với thằng Trương Lỗ thì rất là ngon đấy. Nhà Ngô nó chiếm được cái khu vực này kìa. Ung Châu. Thái Nguyên. Sóc Phương. Nhạn Môn. Nghiệp. Liêu Tây. Hữu Bắc Bình. Bột Hải. Đại Quận. Điền Giai. Cho là mấy cái thành Hạ Hầu Tượng. Trương Tắc. Phó Tài. Hạ Hầu Kiệt. Hạ Hầu Kiệt 65 tuổi. Bình định thiên hạ. Thôi được, cái lực lượng này là đủ đi đánh nhau rồi. Mình cũng tích dần tiền đi. Quân của Tào Tháo ở đây. Quân của Khăn Vàng. Thiên下才能平定，心怀中正。
Wow, cái vùng này nó tranh chấp của rất nhiều phe phái cả. Đánh vào đây. Đánh vào đây là sang tận đất. Thục Hán nó ra đây. Công Tôn Úy. Công Tôn Trinh. Công Tôn Cổn. Công Tôn Đào lên cấp. Để xem là lên lên nhánh cái nào trước. Phạm vi di chuyển chiến dịch này. Sĩ khí lãnh thổ. Cộng 10 sĩ khí trong lãnh thổ sở hữu. Cho phép sợ hãi. Cho phép triển khai du kích, cơ hội phục kích. Kinh nghiệm Công Tôn Đào. Thằng này đánh nhau được đấy. Tăng vào chuyên môn thằng này hơi thấp. Sáu và quyết tâm. Triệu Vân mà để ở nhà thì phí quá. Điền Giai cũng vậy. 51 tuổi Triệu Vân ơi, đừng hy sinh quá sớm. Lớp lãnh đạo kế cận chưa được hình thành. Lại có quân nổi loạn này.
cho thằng này chuyên để đi farm con nổi loạn ở nhà ấy. Bây giờ nó mạnh mạnh một tí nữa thì chưa thể đánh vào đất của thằng Tôn Quyền ạ, Trương Phi à. Lòng trung thành của Điệp Viễn lung lay, Điền Nhã. Kế phản gián. Thâm nhập sâu vào mạng lưới tình báo, do đó làm giảm nỗ lực phản kháng vỏ bọc. Thằng này bắt đầu thâm nhập được rồi được à? Thâm nhập rồi. Theo đuổi bổ nhiệm thái thú này. Mình đang xâm nhập sâu vào lãnh vào nội bộ của nhà của Lưu Bị rồi. Được đấy. Nắm chặt vũ khí. 见识一下我们的激情 诸位猛士, 随我征战。 Với cái lực lượng như thế này thì mình nghĩ mình sợ quái thì bố con nhà thằng Bình Nguyên. Chạy đi đâu? Dần dần các cái lực lượng phòng thủ phía Bắc này cứ già yếu rồi thì chết đi. Vậy là mình sẽ chẳng còn quân nữa rồi. Nó hợp với Sử Hoán nhưng không hợp với cái thằng này. Thằng này có mỗi cái kích là mạnh. Mình đang giáp lãnh thổ với thằng Lưu Bị ấy. Mình đánh nốt vào trấn lớn này là mình sẽ có thêm một cái khu vực để phòng thủ này. Hán Trung thì bây giờ chưa có thành, mình phải nâng Hán Trung lên đã. Có thêm Tư Mã Ý xuống nữa thì lực lượng tấn công của mình ở đây là đủ mạnh. Sao có cái thằng nào mặc trông giống như kiểu lão bố thế nhỉ? Ồ, một trận chiến liên minh à? Đánh tí. Chả mấy khi được thằng em nó rủ dê đánh nhau.
Khổng Kỳ. Thằng này hình như là hậu duệ của Khổng Dung rồi. Mình sẽ vào dưới dạng quân tiếp viện này. Hiện tại bây giờ chúng ta đang có 3 nước Cộng hòa tự trị, đó là Trương Lỗ, Khổng Dung và Viên Thuật. À, 4 nước Sĩ Thiết Kim nữa. Chúng ta có 4 nước Cộng hòa tự trị. Tại sao gọi nó là Cộng hòa tự trị? Vì nó có quyền tự chủ, nên nó có thể gọi nó là Cộng hòa tự trị. Chứ nó không hoàn toàn là chư hầu phụ thuộc hoàn toàn vào mình. Cả 4 cái nước Cộng hòa tự trị đấy, nó đều bây giờ nó không còn gọi là một cái phe phái nữa, nó thành một quốc gia rồi, nó ghi là công quốc để các cái quốc gia rồi, nó dưới dạng Cộng hòa tự trị. Quan trọng nhất bây giờ với mình là phải tiêu diệt được nhà Thục Hán, bây giờ mình còn phải đánh thẳng xuống nha, tiêu diệt cái khu vực đất của, ôi giời ơi. Mất kiểm soát là thế quái nào? À, nó chưa vào. Nó chưa vào nơi nên mình chưa kiểm soát được, chứ không phải là mất kiểm soát. Anh làm em hỏa hết cả hồn. Bảo sao quân mình lại bị mất kiểm soát. Bọn này cũng có test studio cả. Nào vậy? Mình quên mất là cái nào rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cơ hội đỡ tầm xa 100%, kháng xung kích 500, tấn công cận chiến. Ôi dồi ôi, chạy à con. Bị hai cánh quân nó vây, sống làm sao được. Viện binh 就位.
ưu tiên cho cung thủ lá lát chúng nó đấy. Nó có bạch mã nghĩa tòng à? À thưa, cái cung tiễn nó chưa phải là bạch mã nghĩa tòng. Làm sao mà chúng nó lại có bạch mã nghĩa tòng? Ai giời ơi, thằng đồng minh của mình nó tiến quân ác thế. Ta có đội hình không thể chạy nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, đúng không? Lên đây. À, từ 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 từ, nó đang di chuyển dần ra phía mình. Nó đang di chuyển dần ra phía mình, đứng lên đây thôi. Pháo sắp bắn tới rồi. Thôi trận này giảm thương vong thôi, mình cứ đứng xa mình phơi cho nó chết bớt đi. Nǐ jiāng yī bài tú dì, bìng bèi chè dì yī wòng. Thằng đệ mình nó đang tấn công rồi. Xin nǐ shèng xiā de mèi cì hú xī bà. Không muốn xong đấu. Nó đang chạy dần kìa. Cho lính speed lên một tí nữa. Ôi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Lã cũng tên nó này. Tới đấy, tới tới rồi, tới rồi, bắn đây. Lã rồi, lã rồi. Bắn tên thôi. Có bọn này lập test turo lên. Trận đấu sẽ làm bạn nhàm chán mà. Chủ yếu chỉ có chút năng lực, hà bất lại nỗ lực mà. Ha. 一群士兵正在溃逃。注意，准备好了，感受大地的愤怒吧。 Hạn chế đánh nhau nhiều. 红土准备就绪。 Chạy hết rồi. Pháo binh, lại vào bên biên. Đội hình Testudo tiến lên. Đúng phong cách của Testudo luôn. Rồi. Đúng kiểu của Testudo La Mã luôn này. Một chiến thắng easy nhỉ. Thế chứ đánh kiểu này đỡ tốn quân chứ. Mình đánh auto là mình tốn quân lắm. Chấm được cả Testudo.
cái đội lính lính spy mà nâng cấp lên đấy nó lại có cái đội hình testudo là mình lại cảm thấy là rất là tuyệt. Chẳng hiểu sao nó lại có testudo được. Đấy, thằng này mà nó đánh cùng mình thắng trận như này là nó thân mình. Đấy, Tề Công Quốc. Mấy cái nước đấy là nước Cộng hòa Tự trị rồi, để mình xem là mấy. Hoa Dung. Hoa Bố. Hoa Bố đã rời khỏi đồng minh của Ngô Quốc. Cái thằng Hoa Bố đấy là chỗ nào nhỉ? Mình không cần biết nó ở chỗ nào, nhưng mình bắt được nó làm chư hầu mình sẽ bắt. Bắt làm chư hầu và cho nó cái tí quyền tự trị này, chắc là nó sẽ chịu ngay. Trời ơi, chỉ tốn có 4 lương thực mà chúng ta có thể Ngô Quốc tăng điểm ngoại giao với Tề Quốc, nhưng lại giảm điểm ngoại giao với Trọng Quốc. Hoàng Tổ. Đâu rồi, xem cái thằng chúng ta có thêm một thằng đệ nữa. À đây rồi, Vi Hoàng. Thứ lệnh. Tướng nhà Thục Hán. Con lợn này nó thâm nhập sâu sâu ghê nhỉ. Điền Nhã. Mình vừa bắt được một thằng đệ cơ mà nhỉ, nó ở đâu nhỉ? Hoa Bố. Trọng Công Quốc là thằng Viên Thuật. Sĩ Thiết Kim nói chứ. Nó hết lương thực rồi. Tú xạ khang khải nhân ý, tôi đặng cảm kích bất dĩ. Chết bỏ mẹ thằng Lưu Bị này, giàu thế nhỉ? Nó nhiều lương thực và nhiều tiền như thế này là chết dở đấy. Na jiu kuai dian ba. Thôi khỏi, cho mày ít lương thực.
lấy chỗ đi lại nhá. Rú tử xiao xiao cử động, có thể ni wo quan xi gèng jia lao gu. Thằng này âm 37 lương thực à? Âm 37 lương thực thì chắc là nó sẽ giả cho mình khá nhiều tiền đấy. Nó là thằng đệ của mình. Úi dồi ôi. Nhi đa thấu não hẳn chính xí. Thế thì được rồi. 10.000 một lượt. Vãi lúa. Chúng ta lại giàu rồi. Chúng ta không được để cho mấy thằng chư hầu nó quá giàu. Nó giàu quá là nó sẽ làm loạn. Bắc Bình Vương Công Tôn Toản. Đánh vào đất của thằng ai ở đế chiếm đến đây. Thành khu vực lớn cả, thành Tương Dương này. Được đấy, chúng ta sẽ chiếm nốt Tương Dương này. Nam Dương. Chúng ta sắp hình thành một cái thế hòa tố. Thằng hòa tố ở đây à? Đánh vào đây chúng ta sẽ ồ phía dưới thì à. Thái thú rồi đây. Mình xem cái bộ máy kế phản gián này. Thằng này nó còn nhiều lắm. Xúi dục quân sự khiến cho tướng lĩnh rút về xây dựng quân đội mới trong khu vực này á. Mật thám trực tiếp chỉ huy khiến cho tướng lĩnh rút về. Giả quân lệnh. Dò dỉ kế hoạch của quân đội, cho phép các lực lượng tham gia vào trận chiến đêm bất kể trong hoàn cảnh nào và tăng cơ hội bị phục kích. Đầu độc tiếp tế. Thành lập mạng lưới tình báo này. Được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Nhà Thục Hán thủ đô của nó ngay đây thôi. Nếu cần là mình có thể đánh rất nhanh đây. Cái chính là bây giờ thủ đô của thằng Ngô, nhà Ngô thì nó tận đây. Mình chưa biết cái thằng chư hầu ở đâu nhỉ? Ba bố nó ở chỗ nào? Nó đang đi hát rong này. Tào ra. Tào sủng. Hùng hoàng. Nhàn Lương chắc sắp chết rồi. Đây là gián việc của mình. Ở chỗ này mình còn có một cái thằng này đâu à? Một
đây nữa. Gián điệp của mình đi xâm nhập vào quân đội nó cầm đầu này cơ. Quân đội lãnh đạo quân đội của mình bây giờ còn đang cầm leo đến chức thái thú của nhà Ngô nhà Hán rồi. Trương Lỗ rồi, tiến lên Trương Lỗ. Hoàng Tố rời khỏi liên minh của Ngô Quốc. Yên Quốc lấy được một vật phẩm. Một con thú cưỡi mới á. À, để xem con thú cưỡi gì mới nào.正气如火，熊熊不息。Hạ phong. 我的目标十分明确。咦。Thằng này công tôn tục ghê không? Quân đoàn ba quân đoàn này đi cạnh nhau này thì bố nào dám đánh nhau. Mà thành này nó còn chưa lâng lên này. Thành này nó vẫn chưa lâng lên. Vẫn là một cái thành nhỏ. Ba tướng mạnh nhất không chết vào thằng nào. Tốt rồi, chúng ta thành này lớn đấy. Mình phải nâng cấp cái thành này lên mới được. Đây là một cái thành lớn khác này. Thành Tương Dương đấy. Không phải dạo vừa đó. Từ cấp 6 rồi cả. Giáp cho toàn bộ các đơn vị này. Ui, giáp bọn này trâu vãi lúa rồi. Tả Tỳ Thượng Bát. Mới có 38 tuổi thôi á. Ồ. Cộng vào đây để chém nhau cho nó chất này. Rồi bây giờ nó chỉ hay là lên nhánh dưới này nhỉ. Bảy, tám, chín, mười, bảy, tám, chín, mười. Còn Tư Mã Ý nữa cơ mà. Mạng lưới tình báo của mình bây giờ gớm thật. Xâm nhập sâu vào vào bộ máy lãnh đạo của thằng Lưu Bị ác quá. Vũ Đô nào đâu? À đây à, thành nhỏ. Lương thực mình nhiều rồi, bây giờ phải thành Hà Nội này.
châu. Trường An. Ngoài bây giờ phải nâng cấp thành trì lên này. Có vẻ như chiến dịch này thuận lợi hơn chiến dịch của Lưu Bị khá nhiều ấy. Ấy, chúng ta có thể do thám được quân đội của đối phương. Một trong những quân đoàn của đối phương lại là lực lượng do chúng ta cử đến. Vậy thì thật khó cho phe của Lưu Bị. Tướng quân chỉ huy của quân đoàn đấy lại là một gián điệp của chúng ta. Ký hòa bình với Hán Trung. Chủ yếu mình bây giờ sẽ phải xây dựng cái khu vực này. Thái Nguyên này. Xem có thằng nào hết thực không đã để thằng Viên Hy này. Na jiu kuai dian ba. Thằng Viên Hy này thì cái quân đoàn của nó bây giờ nó đang là một trong những đơn vị chúng ta. Lão yếu lại phòng, sinh sự xin vị. Chết nhỉ, thằng Lưu Bị này nó giàu thế. Thằng Khổng Dung này cũng giàu thế nhỉ. Mối đe dọa chiến lược chiếm ưu thế. Trọng quốc công. Thằng này à? Thằng này nguy cơ làm phản à? Chắc không chứ nhỉ? Nhưng mà lãnh thổ của nó quá lớn như này. À đây, Hoa Bố đây. Hoa Bố đây, chiếm được Nghiêm Lăng đây. Không để cho bọn này nó rảnh rỗi được. Ni you he yao shi xiang tan. Em đấy thì đang bị khổ, em này thằng này đi. Bạn ơi, hoan nghênh. Thằng này chiến tranh với tất cả. Hân gao xing yu ni. Thằng này cũng chiến tranh với tất cả các phe đấy rồi. Hoa Bố chiến tranh với Tào Tháo.
将且于堂前谈笑欢饮。chưa có quân sư nào thân được với cả hai thằng này. Em này đặng chữ cần. 势如狂澜。参见大人。正在行进。纯心守真。汇报一下，我不在的时候都发生了些什么。hợp với công tôn kỳ này, vương kiên này.团结一心，聚气凝神。我已归来，欢呼吧！ phải cho thằng con của mình nó làm lãnh đạo. 如获新生，不行。quân đoàn này, nó đang chết đói dần, quân nó cứ chết dần rồi này.Em này tên là gì? Đặng chữ cầm. 告诉众人，我回来了。cũng khá ngon đấy. chuyên môn nó rất là cao. level 4hả?Trung thành cũng khá cao, 61 tuổi rồi. Thôi được, cứ để từ từ nữa. Kinh tế của mình có hạn, chưa thể là tuyển nhiều thế được. Tôi đã chuẩn bị hào dọa trận rồi. Giang chiến thuy chinh. Gái đăng rũ thử.激情痛击敌军，该当如此。我回来了，有何要务，众将一一报来。có thêm mặt Tư Mã Ý xuống nữa thì bọn này xong rồi. Ai rồi, Bành Thành.Trương Lỗ, Sĩ Thiết Kim, Loạn Hòa Cân. Hoàng An Bảo. Hoàng An Bảo ở đâu?Sao khẩu dung vẫn là còn xấu à? Vẫn còn sống này. Chưa dẹo à? Hoàng An Bảo. Có bí yếu mà? Thôi lấy vợ cho công tôn Toản đi, không kiểu là 46 tuổi 68 tuổi thôi, cố làm tí. Nó ở đây à? Nó chiến tranh với Thục Hán, Viên Hy.
Hoàng An Bảo ở đây chiến tranh với Thục Hán à? Chưa được. Chờ tí. Xong rồi. Nam Dương này. Trương Lỗ đang cử quân đi đánh cùng mình. Bắt đầu tiến sát đến con sông này rồi. Sông Trường Giang anh em ơi. Chúng ta sẽ coi sông Trường Giang này như một... À đây rồi. Đấy, quân của Lưu Bị, một trong những quân đoàn của Lưu Bị là... Là... chư hầu mình mà. À, là gián điệp của mình. Bốn quân đoàn này đánh ở dưới này thì chắc là ổn rồi. Chiếm đến đây. Hoàng Bảo An. Giang Hạ. Chiến tranh với Lưu Bị à? Bây giờ... Đấy, Hoàng Bảo An đến tận đây, Dương Châu này cơ mà. Cố gắng lên được cái lính vàng đời cuối phát nhỉ. À, nào lên được cái bọn này nhỉ. Bắt buộc phải lên cái này nữa. Thái Nguyên. Sóc Phương. Trừ do dân số có mức à? Nhạn Môn. Công Tôn Úy, Công Tôn Đào. Đa nhân trọng vũ, rống sinh chi trị. Chúng tại hành quân. Cho thằng này nó đi đánh nhau nữa. Khu vực này êm à. Này nó là tuổi trẻ tài cao đấy, không phải đùa đâu. Nó mới tướng cấp 3 mà chỉ số của nó khá là ngon. Ngụy Công Quốc. Tề Công Quốc. Chúng ta có đến mấy cộng hòa. Bây giờ mình lại thêm một cộng hòa tự trị nữa rồi. Mình vừa mới thu phục thêm một cộng hòa tự trị nữa. Tả Tị Thường Bát và Công Thanh Loạn này. Năm sĩ khí. Thái Nguyên này chắc phải tăng thành lên thật nhiều công trình lắm mà tại sao mình không xây được. Sóc Phương này, Thắng Trung Sơn, U Châu, Hán Trung,
打起精神来，养兵千日，用兵一时。đánh chả mấy khi được trận đánh, mà để xem cái thằng tướng mới của mình như thế nào á. Tướng màu vàng vàng này đá thiệt phong yêu chân rơ sử chú chí vô đừng chí xin xế lì bị nâng khờ thí trị sâng. Hạ Hầu Uyên, có lẽ là trong số những các cái tướng lĩnh già thì bây giờ có lẽ Hạ Hầu Uyên là già nhất này. Tả Tì, Thượng Bát và Ưu Huy, những tướng quân có thể nói là đầu tiên của mình. Phải cho mấy thằng con cháu của nhà họ, nhà Công Tôn đi đánh trận để nó tăng uy quyền đấy đã. Nó phải có cái tố chất lãnh đạo từ nhỏ. Nó cũng đẹp vãi lúa đấy chứ đùa đâu. Đánh từ bờ sông này à? Bọn này nó được trang bị cung tên, thế mà oai oăm. Tiếc là quân sư bị chết mất rồi nên là nó không thể đúng rồi, chết con sư lên xe bắn đá nó chỉ bắn được đạn thường thôi anh em ạ. Thằng này nó búp sĩ khí này, búp đam, búp giáp này, thằng này búp chai carbonus. Công Tôn Toản này chứ có lẽ là đi cùng với đội kỵ binh ấy là hợp. À, Hạ Hầu Uyên. Đấy, cho chỉ huy kỵ binh là đẹp, đi lùa. Úi dồi, trời ơi, còn sương mù này khổ thế. Bắn được đạn lửa nữa rồi, bởi vì là chúng ta mất quân sư rồi. Nhưng mà quân đoàn này của quân sư để lại nên là vẫn rất là hổ báo cáo trồn. Tuy nhiên nó búp liên tục sĩ khí này, búp các kiểu cho quân đội này. Kỵ binh kìa. Cung tên nó bắt đầu bắn kìa. Sổ bọn này bắn tên.
Con ngựa nó chạy được mấy nả lắm mà. Bật pha lăng lên. Công Tôn Toản cùng đồng bọn đâu rồi? Kỵ binh thiêng mệnh, lì trận. Rồi, Công Tôn Toản cùng đồng bọn xông vào đây. À, Hạ Hầu Huyên chứ, nhầm, mình cứ gọi nhầm. Chu mê địch quân. Hạ Hầu Huyên nó là tướng chuyên để càn quân mà. Mấy con ngựa này của nó thì làm sao mà ăn được nhỉ? Ngu học thế nhỉ? Đánh nhau mấy lính giáo mình nhỉ? Chạy hết rồi. Chỉ sử dụng kỹ, không thể tiếp tục tấn công. Hạ Hầu Huyên chỉ huy kỵ binh là chuẩn nhất bởi vì nó có skill là tăng charge bonus. Quân đoàn này đâm ra bây giờ lại hay nhỉ? Có 4 khẩu pháo mà lại không có, không cần quân sư. Mà bình thường thì các cái quân đoàn này không thể mua pháo được. Nếu chỉ phải có quân sư chúng ta mới mua được pháo nhé. Quân quân như có thiên trụ, khí nhiên đại thắng. Vẫn là có chút dụng cụ. Tiếp tục chiếm được một cái phi thợ thủ công. Khá tiền luôn đấy. Kiểm soát được phía bắc sông Hoàng Hà. Mình đã nhìn thấy Tư Mã Ý đằng kia rồi. Tử thành sơn san, xin thu xuống. Sa ya. Kiểm soát được toàn bộ thành Tương Dương rồi. Tương Dương nó có hai vùng này thôi à? Cái vùng này với cả vùng đấy thôi à? Thằng con trai này cho đánh trận. Giặc thân vàng. Đây là hậu, đây là thái tử của Yên Quốc. Công Tôn Tục, thái tử Yên Quốc Công Tôn Tục. Sinh
平定天下，立马出击。đây có một mỏ ngọc à? Ai chăng? Khai chiến, 快去！ Easy thế thôi à? Với cái lực lượng mạnh như thế này thì khả năng là quân địch chắc là không thằng nào dám gây loạn với mình chỗ này rồi. Chúng ta nhận được một cái danh hiệu gì đây rồi? Tốt quá rồi. Mình đang tiến rất. Rất mạnh rồi. Chúng ta đã áp sát với nước Ngụy, nước Thục rồi. Thành này quá lớn mà trong khi nó xây toàn những cái công trình kiểu gì này. Thu nhập từ nông dân. Giảm trị an, không chơi chơi. Sơ xiển phan tăng, phong khở y lãn thiên xạ. Ừ đã, chúng ta xây hệ thống công trình khác. Chiếm được cả Tương Dương rồi cơ. Trường An, Tương Dương đều nằm trong tay chúng ta rồi. Ôi, phe của mình bây giờ tiến thế quái nào mà. Ở đây cũng có một cái chấm đỏ cái gì. Hoàng Bảo An à? Mình thử thuyết phục cái em Hoàng Bảo An này đi. Hình như Hoàng Bảo An này nó cũng đang chiến tranh với cả Thục Hán này, Viên Hy và lượt sau là nó hết lương thực. Nhưng mà nó lại rất là giàu lương thực. Thế thì đâu? Hoàng Bảo An. Hoa bố đã trở thành đệ của chúng ta ở đây. Tào Phi này. Ai già thằng Tào Phi mạnh nhỉ? Bành Thành. Phải chiếm Bành Thành. Các lộ chư hầu của mình bây giờ. Nhà Hán này, tăng điểm thân thiện. Bao giờ chúng ta mới đánh nhau với Lưu Bị nhỉ? Trấn lệnh trận bất duy. Khổng Dự 22 tuổi. Con của Khổng Dung mà. 22 tuổi người thừa kế. Kinh không? Thằng này nó tuổi trẻ tài cao ghê nhỉ. Trao chỉ trọng nhân, có yếu sự thương nghị. Gào sự trọng nhân, tôi quay lại rồi. Phương Bắc thì cứ để từ từ đấy. Chả có gì phải lo cả. White Horse Good General. Thằng Tào Phi nó ở đây à? Xong. Trương Lỗ đang cử quân xuống rồi. Quan trọng nhất là bây giờ mình chưa có đường để đi xuống chỗ Sĩ Thiết Kim. Muốn đi được xuống Sĩ Thiết Kim thì phải đi qua Thục Hán. Sĩ Thiết Kim nó vẫn đang kiểm soát được cái khu vực khá ở đây nhưng mà. Không được.
吾有要事与谋士商议。mình không nhanh là mấy thằng đệ của mình nó chiếm sạch đấy. Yên mộ đi quân. Cùng ý hành tiến. Gai đăng như thế. Hạ Hầu Uyên. Lại một lần cảm nhận được gia đình ấm áp. Tôi quay lại rồi. Có hợp dược vụ, trung tướng sẽ báo lại. Nữ nam. Thái mạo. Sư nan thông minh. Bây giờ là cuộc thi, cuộc đua tranh cướp xem là thằng nào chiếm được nhiều đất hơn à? Ái da. Muộn rồi, Tào Tháo á. Tào Tháo bây giờ chỉ còn là một... đệ mình nó chiếm mất vùng này rồi. Mỏ sắt này. Bây giờ thế lực của mình bây giờ đang kiểm soát đến Hoa Bố, nó bảo chống lại Ngô, nhà Ngô. Được. Đồng ý. Hoa Bố giáp nhất với quân Ngô. Và Lưu Bị sẽ là cuối cùng. Lưu Bị tuyên chiến với Viên Hy. Công Tôn Toản và Tả Tỳ được bắt. Lặng tĩnh trấn chủ. Ôi, nó chiếm hết cả Nữ Nam rồi này. Nữ Giang. Bây giờ cái con gì đây nhỉ? Nó đánh chiếm nốt mấy thành của thằng Tào Tháo ở đây à? Nhưng mà thế thì lãnh thổ của mình sẽ bị tạt nham lắm đấy. Quây chặt thằng Lưu Bị ở trong này à? Bây giờ chỉ còn Lưu Bị là một thế lực, nhưng mà thế lực của Lưu Bị cũng đang bị quây chặt rồi. Và cái chính là đây này, Công Tôn Toản vẫn đang ở đây. Mình phải bảo cái con Bảo Lan này đã. Mình nhiều lương thực mà. Tăng điểm ngoại giao với nó đó. Nó chiến tranh với nhà Hán. Hoan nghênh, xin tiến. Như thế lương nhân, định là kinh qua thân tư thủ lự. Gián điệp của chúng ta được cử về rồi. Tiếp tục phải do thám thằng Lưu Bị. Mình sẽ tiếp tục do thám Lưu Bị. Mình xem cái mạng lưới tình báo ngầm của mình nào.
这样行不通。Sắp chết rồi, quân đoàn này sắp dẹo hết rồi. Cáp mạc khổ thân bị cử vào đây nhưng bây giờ không về được nữa rồi. Công Tôn Trinh. Mã Lương à? Mã Lương. Mã Lương có phải thằng họa sĩ chuyên vẽ tranh vớ vẩn không nhỉ? Bột Hải. Thái Nguyên. Trung Sơn này. Ung Châu. Tây Hà. Vũ Đô. Tình hình là mấy thằng đệ của mình bây giờ nó đánh chiếm kinh quá. Tào Tháo vẫn kiểm soát được Dương Châu cả. Mà quan trọng nhất là nó vẫn có Bành Thành này. Mặc dù là phần lớn Bành Thành đã bị đệ của mình nó chiếm hết rồi. Thằng Hoa Bố nó cũng đề nghị chiến lại, chống lại. Ồ. Bắc Bình Vương Công Tôn Toản. Trường Sa á. Khó nhỉ, bây giờ mình hai bố con à. Kiên định bất ý. Hạ Hậu Uyên nữa. Đóng ở đây làm cái gì? Đi thôi. Mang hồi sinh niệm, phân lý ý trận. Đang cần có cái đội quân đời cuối mà chưa được. Của cái nhánh màu vàng này. Cộng 3 và chị An này. Thằng Viên Hy nó phá vỡ hiệp ước không xâm lược à? Xác định chiến tranh mình à? Còn quân để mà đánh nhau hay không mới là vấn đề đấy. Còn có mấy thằng quân cùi mà dám liều. Thôi cho nó dẹo đi là vừa. Với cái nhiệm vụ mình cũng phải tiêu diệt thằng khỉ đấy. Mình chỉ sợ là bây giờ cái lãnh thổ của mình nó cứ đan xen với các phe khác thì nó mấy thằng chư hầu bây giờ nó ghê. Trao chỉ trọng nhân, có yếu sự thương nghị. Không thể như vậy. Thằng này thích giở quẻ phát chết luôn. Vũ Đô. Tăng cái này để nó tăng chị An đây đã. Thượng Dung. Tây Hà.
An Định. An Định thì hai cái vùng này là về nông nghiệp, vùng này về công nghiệp. Cái này phải lên phát nữa rồi. Tiền càng ngày càng nhiều. Quan trọng nhất là Sóc Phương này. Tà Tháo ơi, cố gắng lên. Chỉ còn chút nữa thôi. Các lỗi. Sĩ Thiết Kim đề nghị chống lại hỗ trợ chúng ta trong chống lại giặc Khăn Vàng. Ok. Dù xạ tài trị, ý vô an hợp. Sóc Phương này. Cộng chị An này chưa ăn thua nhỉ. Rồi, cái gì không có cái nhánh. Cộng lương trừ 20% lương của nhân vật, hài lòng cho chỉ huy. Ờ, được đấy. Giảm tiền trả lương cho mấy thằng lãnh đạo à? Ôi ôi, cái đám đệ của mình. Được. 请讲。 开战！ 不可能这样做。 正在行进。 镇馆。 Quân đoàn của Hạ Hầu Uyên. Cái thằng Bình xí trận loạn. Gái xử lý 一下 政务了. 这样行不通. Thằng này thích làm loạn chết ngay. Công tôn Kỳ. 听您吩咐，大人为您效劳。大人亲临。士气大振。28 tuổi. Thái Tuy. Thành Công Triệu Bát. 56 tuổi. Thằng này có anh em với Tả Tỳ Thượng Bát không? Không hợp với Triệu Ngang. Công Tôn Trinh.
thành lập một đơn vị quân tít ở trên này thì nghe có vẻ hơi hơi phí nhỉ. Đại nhân trao vũ, rong xin chi chi. Thì vì thăng sinh lý minh chi thiên hạ, phi bạo nhụy chư hầu chi thiên hạ, liên kết phụng công, nhận sâu khổ nạn. Ai già ơi, quân đội của Tào Tháo vẫn chạy khắp nơi này kìa. Tào Phi bây giờ đi hát rong thế này kìa. Ai già chiếm được Bành Thành. Mình vẫn đang do thám được đất của thằng... Ôi thằng này nó đang đóng quân ở Thục Hán rồi này. Thằng Do Thám, thằng đệ, thằng Vi Hoảng này. Ngự Lâm quân chiến kích cộng này cũng mạnh đấy. Nó đang đóng đô ở, ở thủ đô của Thục Hán. Con này thì nó ở thành đô. Trương Lỗ à? Đệ mình à? Ui, nó sẽ kéo quân đánh thẳng vào Trường Sa cả. Trương Phi. Tuân Vĩ. Mã Lương. Cái thằng 56 tuổi này. Cho dù mình không dùng thì mình cũng không nên để thằng khác nó chiêu mộ được. Nguy hiểm lắm. Đấy. Nói chung là như vậy. Một quân sư cấp cao như vậy là rất nguy hiểm. Từ Hoảng. Ủa ơi. Hứa Chử, Từ Hoảng. Toàn những tướng xịn. Chết nhà. Sao nó lại đóng quân đoàn hùng khủng bố này trước mặt mình này. Thôi tập trung tiêu diệt Tào Tháo đấy. Quân đoàn này, ôi có Tư Mã Ý đi cùng thì mọi việc nó đơn giản lắm. Tư Mã Ý, Triệu Tử Long đi đây thì mọi việc nó đơn giản. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.